Quý vị đang xem chương trình thời sự nóng nhất, mới nhất. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những nội dung thông tin như sau. Kính thưa quý vị thân mến, người dân đại lục hiện nay có tâm lý rất hoang mang trước những hiện tượng kỳ bí xuất hiện ngày càng dày đặc tại Trung Quốc. Họ sống từng ngày mà cứ thấp thỏm lo âu, chỉ biết cầu nguyện để tai qua nạn khỏi, sống sót vượt qua những đại kiếp nạn. Và dường như người dân đại lục không còn quá xa lạ với những dị tượng bất thường xuất hiện dày đặc hơn. Nhưng họ vẫn không thể giấu được những lo lắng về tương lai và những hiểm họa luôn rình rập cuộc sống của họ mỗi ngày. Thưa quý vị, một thông tin gây sốc sáng nay tại Trung Quốc, khi mới đây những cơn sóng thủy quái trên sông Tiền Đường lại xuất hiện. Nhưng lần này, những cơn thủy triều xuất hiện với màu sắc đỏ như máu cùng hàng ngàn xác cá, tôm, sò nổi lềnh bềnh trên mặt sông, kèm theo những cơn sóng máu cao hàng trăm mét đánh vào bờ khiến hàng trăm người bị thương. Thông tin chi tiết mời quý vị theo dõi bản tin sau. Dẫn lời SCMP đưa tin, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng 2 ngày trước đó, hàng nghìn người dân đã đổ xô tập trung trên sông Tiền Đường ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc để chứng kiến những trận sóng thủy triều lớn bất ngờ. Nhưng khác với những lần trước đó là những đợt sóng thủy triều này có màu đỏ, tươi như máu, khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình sợ hãi. Trong video, chúng ta có thể thấy những cơn thủy triều ở sông Tiền Đường có chiều dài lên đến 145 km và chiều rộng là 110 km. Theo đó là những cơn sóng cao đến 18 mét lướt vào bờ với vận tốc 60 km/h. Hàng tấn nước màu đỏ như máu xô vào bờ. Trong âm thanh ầm ĩ như tiếng sấm tạo nên cảnh tượng rùng rợn chưa từng có. Được biết, những cơn sóng máu cao đánh vào bờ cuốn hàng chục phương tiện mà người dân đậu trên bờ. Hàng trăm người dân tò mò đứng gần rào chắn sóng cũng bị sóng đánh bị thương. Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã tiến hành giải tán đám đông, nhưng dường như cũng bất lực trước những dòng người hiếu kỳ này. Được biết, đây là lần thứ hai xảy ra hiện tượng thủy triều đỏ tại nước này. Cũng vào cùng ngày, người dân và khách du lịch gần bãi biển Đại Ma Sa thuộc thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông được chứng kiến hiện tượng hiếm khi xảy ra là thủy triều đỏ này. Khu vực xảy ra hiện tượng là bãi biển gần resort Sheraton Đại Ma Sa. Đoạn nước thủy triều màu đỏ này dài hàng trăm mét và rộng khoảng chục mét. Nhiều người dân và khách du lịch khá ngỡ ngàng khi chứng kiến hiện tượng thủy triều đỏ xuất hiện gần bãi biển Đại Ma Sa. Người dân địa phương cho biết hiện tượng thủy triều đỏ rất hiếm khi xảy ra tại bãi biển Đại Ma Sa. Hiện tượng này vô cùng bất ngờ, khó có thể dự đoán được và nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn đối với con người và hoạt động nuôi trồng thủy hải sản. Được biết, thủy triều đỏ mang độc tố cản trở hô hấp và làm chết hàng loạt sinh vật biển như tôm, cá, sò, gây tổn hại nghiêm trọng đến sự sinh tồn của các sinh vật biển. Trước sự hoang mang và đưa ra nhiều lời đồn đoán của người dân thì chính quyền Bắc Kinh đã ngay lập tức trấn an người dân rằng ô nhiễm môi trường biển chính là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát thủy triều đỏ này. Và có rất nhiều lý do cho hiện tượng thủy triều đỏ là hiện tượng tự nhiên, còn được biết đến với tên gọi là tảo nở hoa. Khi gặp điều kiện thuận lợi về nhiệt độ, môi trường, hướng gió thì một số loài tảo độc có sẵn trong nước biển sẽ phát triển rất nhanh, dẫn đến sự hình thành thủy triều đỏ và tùy loại tảo mà nước biển có thể mang màu đỏ, xanh lục, vàng hoặc là nâu. Kính thưa quý vị khán giả, tình hình mưa lũ tại các tỉnh thành của Trung Quốc nóng hổi nhất trong 24 giờ qua cho thấy thiên nhiên vẫn không ngừng giáng lên đầu người dân đại lục những đại thảm họa mới, bởi vì chính quyền ác đảng này được cho là vẫn hung hăng, thách đấu trời đất. Khi mới đây, họ tập lại điều quân ra Biển Đông với ý định xâm chiếm Trường Sa lớn của Việt Nam. Ngoài ra còn tổ chức tập trận bắn đạn thật ở sát biên giới Ấn Độ nhằm dương oai, phô trương thanh thế với các nước. Vâng, thưa quý vị, mặc cho đại họa có giáng xuống nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần này vẫn cứng đầu, cứng cổ, không biết sợ là gì. Vào hôm thứ Ba vừa qua, vào lúc 13 giờ 20 phút theo giờ địa phương, một đoạn video được người dân tại tỉnh Sơn Đông ghi lại được một đám mây đen kéo tới, dần dần di chuyển xuống dưới mặt đất, hình thành một khối trụ dài có hình dạng như một cơn lốc xoáy. Khoảng 15 phút sau thì xuất hiện những tia sấm sét kinh hoàng, kèm theo những âm thanh nổ vang trời. Chỉ trong ít phút sau đó thì những tia sét này bất ngờ đánh vào các cột điện cao thế, làm cháy một dãy phố đông dân cư sinh sống, làm cho người dân nơi đây hoảng loạn, phải tháo chạy khỏi nhà. Cũng theo khí tượng quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của cơn bão mới đang càn quét ở ngoài Biển Đông, tuy chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng các hoàn lưu gió bão đã gây mưa lớn trong những ngày gần đây, dự là sẽ đổ bộ vào Trung Quốc trong khoảng 8 giờ tới. Ngoài ra, mưa lớn nhiều ngày đã khiến mực nước các hồ chứa lớn nhỏ tăng từ 2 đến 3 mét.
cơ quan cứu trợ khẩn cấp Bắc Kinh phải tiến hành xả lũ khẩn cấp ở một số đập ở các địa phương. Trong video, chúng ta có thể thấy đập Giang Khẩu phải tích cực xả lũ với lưu lượng xả 32.000 mét khối trên giây, được ghi nhận là tồi tệ nhất trong lịch sử ở khu vực này. Cùng ngày hôm qua cũng ghi nhận tại khu vực thuộc huyện Ninh Nam, tỉnh Tứ Xuyên và Quảng Tây của Trung Quốc đã xảy ra một trận lũ quét và sạt lở kinh hoàng do phải hứng chịu mưa lớn không dứt trong nhiều ngày. Ngoài ra, mưa lớn làm cho các lớp đất trở nên mềm hơn và gây sụt lún nghiêm trọng, tạo thành những mảng ổ voi ở nhiều đoạn đường khiến xe cộ không thể lưu thông. Quý thính giả thân mến, chưa đất nước nào lại được mẹ thiên nhiên ưu ái cho nhiều thảm họa thiên nhiên như tại đất nước tỷ dân này. Theo Bộ Khẩn cấp Cứu trợ Trung Quốc thống kê, tổng thiệt hại trực tiếp nền kinh tế của nước này là 20 tỷ đô la Mỹ, khoảng 600.000 căn nhà bị đổ sập, số người chết và mất tích lên đến 2.000 người. Đây cũng là lời cảnh báo đến nhà cầm quyền Trung Quốc, vì từ bao đời nay họ luôn ấp ủ trong đầu những suy tính tàn ác. Phải thắng thiên thắng địa, bất chấp mọi thủ đoạn muốn thôn tính thế giới và làm bá chủ toàn cầu. Mưu hèn kế hiểm không ai bằng, nhưng Tập Cận Bình và bè phái của ông ta lợi dụng tình cảnh đáng thương của đất nước và những giọt nước mắt xót xa của người dân, giả vờ là nạn nhân đáng thương, xin các nước ra tay cứu giúp. Trong khi đó thì có một thông tin mật được tiết lộ, Tập Cận Bình chưa bao giờ dốc lòng tìm biện pháp cứu chữa công dân hay khắc phục hậu quả của thiên tai, mà ông ta giờ đây chỉ lo cho giấc mộng Trung Hoa sớm thành hiện thực, ngay cả khi đất nước này đang bị thiên nhiên ra tay trừng phạt hết sức nặng nề. Kính thưa quý vị, một thông tin cũng liên quan cho thấy phía đông của biển Hoa Đông, thủy triều dâng cao hiếm có trong lịch sử Trung Quốc. Tại khu vực cao điểm ghi nhận mực nước dâng lên từ 8 đến 12 mét, tại vùng biển thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, do ảnh hưởng của siêu bão số 2 đã khiến cơn sóng biển biến thành những cơn sóng thần cao đến hàng chục mét. Nhiều cư dân mạng bình luận khủng khiếp quá, Trung Hoa đại lục sắp bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới rồi. Hay là trời diệt Trung Cộng, thế giới sắp bình yên rất nhiều. Rất nhiều thế kỷ mà phản ứng của Trung Quốc đối với những con sông hung dữ, mùa mưa lũ là cố gắng kiềm chế dòng chảy bằng cách xây dựng đập đê và kênh rạch. Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc có hồ sơ về các thảm họa tự nhiên từ cách đây 500 năm và hầu hết năm nào cũng có lũ lớn. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn vì quá trình đô thị hóa của Trung Quốc diễn ra quá nhanh, với nhiều khu vực đồng bằng ngập lụt trước đây, giờ đã trở thành các khu dân cư và nhà máy. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đang cố gắng tìm ra cách thức mới ở rìa đông bắc của Trung Khánh. Xung quanh trung tâm triển lãm quốc tế mới khổng lồ ở quận Châu Lê được thiết kế như một thành phố xốp. Các thành phố của Trung Quốc bị ngập lụt, một phần là bởi vì phần lớn diện tích đã từng hấp thụ lượng mưa như đồng cỏ, rừng cây và hồ đều đã bị lát đá khiến nước mưa chảy thẳng vào hệ thống thoát nước. Nhưng các hệ thống này vốn đã lỗi thời và được xây dựng kém nên không thể đảm đương nổi nhiệm vụ. Sáng kiến thành phố xốp được đưa vào năm 2015 là một nỗ lực để đảo ngược tình hình hấp thụ lượng mưa lớn rồi thải từ từ xuống sông và các hồ chứa, sử dụng các đặc điểm kiểu như các khu vực trên sân thượng, các công viên đất ẩm, vỉa hè thấm nước và các bể chứa ngầm. Kế hoạch đặt ra mục tiêu hấp thụ hoặc tái sử dụng 70% lượng nước mưa rơi xuống 4/5 diện tích đất đô thị của Trung Quốc. Chúng ta cần trả lại không gian cho nước. Chúng ta nên coi nước như một nguồn tài nguyên quý giá chứ không phải là kẻ thù. Bloomberg dẫn lời ông Zhu Koyan, giáo sư về kiến trúc cảnh quan tại Đại học Bắc Kinh. Julai là một trong những nơi thí điểm được Trung ương phê duyệt. Công viên, trung tâm triển lãm được đặt thấp hơn mặt đất xung quanh nhằm thu gom nước mưa được lọc qua các lớp thực vật thủy sinh. Mưa rơi trên các mái nhà được chuyển hướng sang các công viên gần đó, vỉa hè được làm bằng vật liệu thấm nước. Khi Lưu và nhiều người khác ở phố cổ đang dọn dẹp cửa hàng đầy bùn đất của mình, thì ở Julai bên sông Jilin hầu như không có dấu vết ngập lụt. Giữa những bãi cỏ và những con đường mới trải nhựa, công nhân đang làm nốt phần việc cuối cùng cho các tòa nhà mà sẽ là một phần của khu vực thương mại mới. Trên mái của các nhà hàng và cửa hiệu phía sau các phòng triển lãm, ba người lao động đang cắt cỏ trên vườn sân thượng được thiết kế để hứng mưa.
Đó có vẻ là một dấu hiệu tích cực cho Trùng Khánh, thành phố được xây dựng giữa những ngọn núi, nơi hai con sông lớn Gia Lăng và Dương Tử gặp nhau và tốn kém rất nhiều tiền của để ngăn lũ. Trùng Khánh tọa lạc trên đỉnh hồ chứa dài 600 km, được tạo thành bởi đập Tam Hiệp, hoàn thành vào năm 2016. Dự án thủy điện này tạo ra 22,5 GW điện, nhưng vai trò chính của nó là điều tiết lũ lụt hàng năm của sông Dương Tử. Đập Tam Hiệp được thiết kế để có thể chống lại trận lũ tồi tệ nhất trong 10.000 năm, bảo vệ các khu vực ở hạ lưu như thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, trong vòng một thập niên sau khi đập nước xây dựng xong, Vũ Hán lên một lần nữa bị ngập lụt do sông Dương Tử vỡ bờ. Xuôi theo dòng sông Dương Tử, Vũ Hán từng được mệnh danh ở thành phố của trăm hồ có thể hấp thụ lượng nước lụt hàng năm của con sông dài nhất châu Á. Nhưng trong khoảng 30 năm qua, khoảng 3/4 những hồ này đã bị lấp đầy để xây dựng. Trung Quốc đã mất hầu hết các vùng đất ẩm tự nhiên dọc theo sông Dương Tử, vì vậy không còn nơi nào để nước chảy vào nữa. Bloomberg trích dẫn phân tích của Jennifer Turner, Giám đốc Diễn đàn Môi trường Trung Quốc tại Trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington. Năm nay, Vũ Hán, nơi bùng phát đầu tiên đại dịch COVID-19 lại bị lũ lụt tấn công. Các con đập có thể hữu ích cho việc kiểm soát lũ lụt trong những năm bình thường, chứ không phải những năm như năm nay. Darin Maggi, giáo sư nghiên cứu về môi trường tại trường cao đẳng Hopa và William Smith ở New York nhận định, đập Tam Hiệp có thể chứa nhiều nước, nhưng không thể nào tiếp cận toàn bộ dòng sông Dương Tử. Chính quyền và đơn vị vận hành đập khẳng định tình trạng lũ lụt ở hạ lưu sẽ tồi tệ hơn nếu không có con đập thủy điện này, bởi lượng nước thoát ra từ hồ chứa ít hơn lượng nước chảy vào. Khi mưa lũ quét qua miền Nam Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2022, Ủy ban Cải cách Phát triển Quốc gia cam kết chỉ chi 1,29 nghìn tỷ nhân dân tệ, khoảng 184,3 tỷ đô la Mỹ cho 150 dự án nước lớn trong những năm tới, ý nói xây thêm nhiều đập, hồ chứa và đê kè. Hiện tại, bờ sông Dương Tử cùng các dòng phụ lưu của nó có ước tính khoảng 34.000 km đê, hơn cả chiều dài của Vạn Lý Trường Thành, vì chính sách này cứu sống nhiều người. Lũ lụt vẫn là vấn đề tự nhiên khiến các nhà chức trách Trung Quốc đau đầu nhất. Từ năm 1950 đến năm 2018, hơn 280.000 người thiệt mạng và 9,6 nghìn hecta cây trồng bị mất trắng do lũ lụt. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!